âm thắt chặt các nội dung về chất kích thích. Trả lời CNN, người đại diện Facebook cho biết chính sách mới của Facebook được đưa ra nhằm hạn chế việc kinh doanh và giới hạn những nội dung liên quan đến đồ uống có cồn và thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử. Theo đó, chính sách này cấm các giao dịch mua bán, trao đổi, vận chuyển tặng phẩm cồn, thuốc lá trên hai nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram. Các doanh nghiệp và nhãn hàng khi đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến các mặt hàng này sẽ phải lựa chọn chế độ hiển thị với người trên 18 tuổi tuy nhiên chính sách mới này không được áp dụng cho tất cả các bài đăng trên facebook và instagram các bài đăng liên quan đến đồ uống có cồn và thuốc lá nhưng không nhằm bán những mặt hàng này sẽ vẫn được phép xuất hiện trên facebook và instagram và không bị giới hạn độ tuổi